nãy giờ mình đứng quay cô chị trời đang cái vào mưa bão đó, cũng cô nãy giờ cũng đang dọn ra, nhưng mà mình hiện giờ mình đang quay thì cũng rất sớm luôn chị, khách chưa có đến nha. Mưa giờ cô mưa quá mưa giờ cô chưa bắt bạn được. Chưa bắt bạn. Dạ. Rồi bây giờ mình quay mình chia sẻ cho cô chị xem những món ăn nha, rồi cô chị đến thưởng thức nha. Mình thịt là rất bự. Rồi mời cô chú chị. À, thịt vịt ở đây cũng vậy, cô luộc cũng vừa tới nè, không dai quá quá mà không mềm quá nè. Xin chào, chương trình đưa viên mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay chương trình rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn trên cái video là chương trình đi quay quán ăn quý vị. Hôm nay mình đi quay quán ăn ở tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Rồi chương trình đi trên tuyến đường 3 tháng 2 nè, chương trình gặp cái quán ăn cũng vậy. Quán ăn này là quán ăn bún cháo vịt nè chị, bún vịt nè quý vị, và quán cà phê tiếng xưa luôn nha. Rồi bây giờ mình tiến vào trong mình hỏi chủ quán là bữa nay coi có món gì ăn quý vị, thường bán có món gì cũng gì để review gửi đến cho cô chú chị xem, để cô chú chị có dịp đi ngang nơi đây á, cô chú chị ghé thưởng thức món ăn nha. Rồi thôi let's go. Rồi ở đây quán này quán cà phê luôn, cà phê ăn sáng cũng gì tiếng xưa nè quý vị, mình thấy phía trong á cái nhà này cũng nhà cổ xưa là. Thôi bây giờ mình tiến vào cái quầy đi. Bữa nay giấc này là cái quán của cô chuẩn bị dọn ra nha. Rồi vô mình quay coi bữa nay cô dọn ra bán như có bữa nay có món gì của chị nha. À, tại nơi đây bán hỏi cô coi bữa nay có bán có bình thường có món gì không gì để cũng vậy biết bạn coi cô chị thưởng thức món ăn của chú chị. Rồi ở đây hình như là có bán cơm phần nữa của chú chị. Cái phần là toàn là món cá đồng nè. Giấc này cũng quê đồ rồi, thường là cô bán cơm phần chắc chưa nha, khoảng 10 giờ 1 giờ á. Rồi bán cháo vịt này đó, bán bún vịt hay cháo bún vịt chắc thường bán bún vịt đó thì chắc chiều nha. Đây chứ thấy mình vô mình thấy cái gỗ măng này của chị. Rồi cô chuẩn bị dọn ra bán chắc chiều nè. Rồi thấy cô đi đâu chừng nữa. Lát cô ra mình hỏi hôm nay có bán món gì nha. Rồi trước thấy mà trước mắt mình thấy có vịt nè của chị. Vịt luộc nè, cô chuẩn bị dọn ra bán nha. Rồi vịt nguyên con nè với chân chân vịt nữa vậy. Rồi mình thấy ở đây cô có cái phần nào sẵn mình quay review đến gửi đến cho cô chị biết luôn nè. Đây thấy cái dầu kho nè cô chị. Quán cái phần này có hơn chưa nha. Wow, cái này thấy lương nè. Còn đây cá biển nè cô chị, cá biển chiên nè. Rồi, cái này mình thấy món kho rượu nè. Wow, món kho rượu bán hấp dẫn nha. Rồi đây món kho rượu kho trứng quỳnh nè quý vị. Rồi ở đây có bán cơm phần nữa, ngồi sẵn mình quay luôn nha cho quý vị biết món ăn ở đây nha. Wow, đây là cá biển kho khóm. Wow, cá gô kho quý vị, gô rất hấp dẫn nha. Rồi ở đây thấy cũng có hai con vịt nè. Rồi mình thấy cô nơi đây cô bán nè. Rồi chuẩn bị dọn ăn, để dọn xong rồi dọn ra rồi mình quay chia sẻ cho cô quý vị biết nha. Mình hỏi không có chờ cô đây mình hỏi luôn, hỏi cho cô giới thiệu món về cho cô chị biết để cô chị thưởng thức của chị. Bây giờ cô chuẩn bị dọn ra, trời mưa quá trời, trời mưa của chị quá trời chuyển rồi. Cái này vô cái đợt cơn bão ảnh hưởng đến cơn bão số 4 rồi cô chị, quá mịt mù trời đất chưa. Rồi cô chuẩn bị dọn bán rồi, chắc ở đây chắc qua cái mưa để chắc dọn hả cô. Rồi qua mưa đây, quá trời mưa luôn rồi. Dạ. Dạ. Quay cảnh trời mưa rồi. Oh, quá gió của gì vậy? Này gió hơi mạnh nè. Rồi sáng dịp mình trời mưa nè, quay cảnh trời mưa ở tại khu vực Cần Thơ của gì.
nó được 3 tháng 2 nè, mưa này gió rất mạnh nha. À, như hôm gà mình cũng nghe nói này ở Cần Thơ này cũng có nhiều nơi nước ngập không chị? Thôi, có dịp nào để mình cập nhật nước ngập cho cô chú chị xem nha. À, mưa rất lớn luôn chị. Không gà là như là trong lễ thôi, là lễ tháng 9 này, mưa không gà là khoảng 3-4 bữa vậy, mưa liên tục luôn. Là cái phía trước đó là cái tủ của cô để bán bún ăn luôn chị, cái bàn ghế chuẩn bị cô dọn ra. Wow, quá gió luôn chị. Ồ, bển này gió, bển nghịch gió sốc ngược vô nhà ta. Quá trời luôn, người xe sốc ngược vô nam vô mấy cửa hàng. Quốc và gió người gặp bển. Tóc cái gì biết nữa. Ồ. Cái gió thổi vô cái chúng to gì nữa, dỗ quá trời. Giờ mình đang đứng rồi cho cái vụ gì ra đây, cái lỡ ở đây kẹt cái mưa luôn rồi, tính là quay cô dọn đồ ra bán á, với bà con bán vào mùa mưa này dọn ra vô rất cực nha. Thôi giờ kẹt, đứng kẹt ngay cái vụ luôn rồi, giờ vô trong không được nữa. Hưởng cơn bão rồi luôn chị. Rồi mình đi ra quay clip gì được không chị? Ở đây mình cũng kiếm quán này quán kia, mình chờ mình sáng giờ mình đi quay clip những quán ăn khác đó. Rồi sáng giờ mình đi mình quay cái quán ăn quán bún măng vịt nè, mình quay rồi tới đây mình bị bắt mưa luôn rồi. Giờ đây biết đi quay rất là cực khổ luôn chị. Giờ trời mưa quay thì cũng chờ đợi con dọn ra để mình quay. Giờ trời mưa quá mưa. Giờ cái quán này bán dọn bàn ở cọc bên đường ở ngoài cũng không có mái che cái gì. Bán như bán ngoài trời vậy đó. Chỉ là bán khách dẫn lại ăn với ăn chắc tối được. Rồi phía trong luôn vậy. Trong cái quán mà để quán trưa đó. Chưng bài đứa cảnh đồ cổ không gì cái trong rất rộng nha. Chung ra mình thì thấy cũng quán những quán mà nào mà chưng bài đứa cảnh lạ mắt đó thì mình cũng quay chia sẻ đến cho quý vị xem, quán ăn quán cà phê nào đó sẵn tiện cái mình quay luôn. Cái quán này nãy mình có đi phía trong rồi chị, rất yên tĩnh nha. Nếu mà có chú chị nào mà công viên trước nhà nước rồi đó, nếu mà mình không có về quê được á, không có về nhà được á, chẳng tiện mình nghỉ trưa á, ghé đây rất yên tĩnh, mình vẫn nghỉ được nha. Hoặc là mình làm công việc trên máy tính rồi cũng rất là tiện luôn nha. Đây rất là thoáng, rất yên tĩnh luôn chú chị. Nãy mình cũng tham quan quan trọng, mình chẳng mình uống ngồi nghỉ ngơi hết lát rồi. Rồi bây giờ nãy giờ đó cái quán của cô nơi đây đang dọn ra bán của gì mà đang trời mưa nữa. Đây quán này quán ăn sáng tiếng xưa của gì, như là bán nguyên ngày luôn nè. Bây giờ cô dọn ra rồi là cô bán của gì. Bây giờ mình lại mình hỏi đây, bữa nay cô bán có món gì nha. Wow, chào cô. Dạ này dọn ra bán ăn cô. Wow, quá trời quá trời mưa ha. Dạ mưa quá trời mưa rồi. Dạ. Rồi sẵn dịp con quay con chia sẻ đến cho cô chú chị ở nơi đây đến thưởng thức món ăn của cô. Dạ rồi cô giới thiệu món ăn ở đây, chắc này mình bán có món gì hả cô? Thì ở đây thì buổi sáng là mình bán hủ tiếu nè, bún riêu nè, nuôi bánh lọt. Dạ. Bún thịt nướng, cơm tấm. Dạ rồi cô bán giấc sáng là mấy giờ, sáng giờ mấy giờ có ăn cô? 6 giờ là đã ăn rồi. Rồi cái món cô bán với khách ăn sáng tới mấy giờ rồi, hết đồ? Dạ tới 10 giờ. Dạ rồi tới bán giấc trưa này cô bán món gì? Giấc trưa là cô bán cơm phần.
Dạ. Có những cái món ăn như là thường khi mình ăn ở nhà vậy đó, như, dạ, như là vịt sầu gừng nè, rồi cá rô nè, cá rô kho nè, dạ, cá biển kho nè, rồi cá chiên nè, dạ, rau luộc, rau xào vậy đó. Dạ, cũng như là cái buổi cô đi chợ cô mua được món gì là cô bán nấu bán món đó ha. Đúng rồi, đúng rồi. Thay đổi món thường xuyên ha. Đúng rồi. Rồi giấc chiều này cô bán món gì đây? Hiện tại nè, hiện giờ cô bán món gì? Chiều là ở đây là bán bún măng nè, dạ, cá vịt nè. Dạ. Đó là ngay đặc biệt là hai món đó. Dạ, đây cô bán giấc trưa, giấc chiều này cô bán bún măng với cháo vịt gỏi vịt này là cô bán mấy giờ có ăn cô? 2 giờ là bắt đầu bán rồi. Dạ. Cô bán tới mấy giờ nghỉ cô? Bán nhiều khi tới 1-2 giờ. Dạ, 1-2 giờ phê, rồi có khi mình bán hết sớm mình nghỉ sớm ha. Đúng rồi. Dạ. Mình quán ăn đây tên cái quán này thường kêu quán tên gì đây cô? Quán này là quán Tiếng Xưa. À, Tiếng Xưa. Ở đường 3 tháng 2. Dạ. Rồi bây giờ cô giới thiệu cái quán ăn đây cụ thể luôn cho khán giả xem được trên cái video này, khán giả đến thưởng thức món ăn cô. À, cũng như là ở đây là nó cũng trưng bày những cái đồ cổ, dạ, như là những cái máy hát ngày xưa, rồi dạ, những cái đồng hồ, rồi những cái bếp hồi xưa mình nấu củi đó. Dạ. Thì những cái đồ xưa vậy đó, với cái một cái ngôi nhà xưa. Ví dụ như ai có tham quan hay là đến ăn sáng, chiều ăn cháo hay là bún măng gì đó thì ghé Tiếng Xưa. Dạ. Rồi cái nhà xưa này hồi từ xưa tới giờ ông bà để lại hết là sao cô? Không, cái này là cũng như là mình thuê lại cái mặt bằng của người ta. Dạ, thuê lại mặt bằng ha. Dạ. Rồi trưng bày những món cổ để cho cô chú chị vô thưởng thức uống cà phê để ngắm cảnh rồi ha. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là cô bán là chân cái tuyến đường nào cô với cô cứ giới thiệu gõ lên tuyến đường địa chỉ luôn đi, địa chỉ quán mình đó. Dạ. Yeah. Rồi cô giới thiệu cái địa chỉ quán mình ở đây đi cô. À, 88 đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Dạ. Rồi quán Tiếng Xưa ha. Dạ, quán dạ. Tiếng Xưa. Và cho con hỏi luôn ha, rồi cô bán quán lên ở đây là bán được bao nhiêu năm hả cô? Cô bán ở đây cũng 5-6 năm rồi. Dạ, 5-6 năm rồi ha. Dạ. Rồi ở đây cô bán đây phục ăn uống rồi phục vụ cà phê luôn ha. Ở đây phục vụ cà phê luôn. Rồi cà phê thì bán suốt từ mấy giờ đến mấy giờ hả cô? Bán từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi con lấy con xin con quay chia sẻ cái món ăn nha. Rồi, cảm, dạ, ơn nha. Rồi. Rồi nơi đây là cũng có vịt luộc này có gì ơi. Dạ. Wow, vịt đây mình thấy có mề gan và chân vịt nha. Rồi ở đây là bún măng á, thì đây cũng có măng tươi hả cô? Yeah, dạ, măng tre, yeah, ha. Dạ. Wow, ở đây cũng có ăn kèm là thêm hoa chuối nè, rồi rau muống nè, rồi bắp cải nữa cô chú chị. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi cái chủ đạo cái chiếu là cái món nước chấm ha. Nước chấm này là nước muối ớt hay gì cô? Cái đó là nước mắm gừng. Nước mắm gừng ha. Dạ. Ở tô đây. Rồi giấm. Rồi giấm ha. Giấm mình trộn gỏi hả cô? Dạ. Nhất là nước mắm gừng. Dạ, cho chiếu quan trọng là mình ăn cái giống như mình ăn cái món gì là cũng phải có quan trọng cái nước chấm ha. Đặc biệt là nước, dạ, chấm ở đây là người ta thưa thích cái nước chấm cái lắm luôn á. Dạ. Một ngày cô bán đây khoảng bao nhiêu con vịt ha? Bán tới 7-8 con á. Dạ, trung bình không 7-8 con ha. Lúc này mưa bão rồi mình cũng giảm cái lượng lại ha cô. Không, cũng vậy à. Cũng vậy hả? Ừ, dạ. Ta mua đem về được không á? Dạ. Dạ. Mưa nè, ta mua đem về. Dạ. Còn nếu mà trời nắng thì ta ngồi đây mà ăn luôn. Dạ. Ví dụ các khách có nhu cầu mình mà khách để cái mua cái gỏi về hoặc ăn hay là hoặc khách nhậu gì cô vẫn bán luôn ha. Gỏi vịt đó. Vẫn bán. Dạ. Rồi mình ở đây mình bán mình có ship đi vòng vòng đến gia đình không cô? Không có ship. Không ship là gì là khách đến đây ăn thôi ha. Đến đây ăn. Dạ. Rồi công phần mình có ship không cô? Công phần hả? Công, dạ, phần hả? Không có ship luôn. Rồi giờ đây hoàn toàn ở đây mình bán là khách đến ăn là mình ở đây mà thôi chứ không có ship đi ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi cô chú chị nào có dịp đi đến khu vực Cần Thơ này á, rồi uống cà phê nè, ăn sáng nè, rồi cơm phần cũng có nè, giấc chiều á thì có cháo vịt và uống bún măng vịt của cô chú chị ơi. Rồi nếu mà cô chú chị nào muốn ăn bún vịt á thì cháo vịt á thì đến ủng hộ cô trên địa chỉ trên cô nãy cô nói nha, ngay đường 3 tháng 2 nè, quán Tiếng Xưa. 68. Dạ, 68 giờ đường 3 tháng 2 ha. Dạ. Quán Tiếng Xưa. Dạ, quán Tiếng Xưa. Rồi. Rồi quán vô quán cà phê này cũng có mình thấy cái nhà cũng có rất xưa rất cổ của vậy. Cô cũng quán này cô ở đây cũng có
trưng bày tiểu cảnh rồi cũng đồ cổ rồi cũng cũng rất nhiều, để lát mình quay đây rồi mình vô trong mình quay chia sẻ cho cái quán trong cho cô chú chị biết luôn nha. Ở phía trong đó nó có cá coi. Dạ, phía trong có cá coi luôn hả cô? Dạ. Có hồ cá. Dạ. Rồi một lát mình quay đây rồi vô xong mình quay chia sẻ trong không gian cho cô chú chị biết cái quán ở đây nha. Mình thấy nãy mình cũng có tham quan một vòng rồi. Thấy là rất yên tĩnh nha. Cô chú chị nào có làm việc rồi nghỉ trưa đâu đó thì đến đây là mình nghỉ trưa cô chú chị ơi. Ăn uống ở đây phục vụ đầy đủ nha. Rồi cô đây cô thứ mấy? Dạ cho con hỏi cô mấy? Cô thứ ba. Dạ cô cũng chủ quán đây ha. Không có. Cô, dạ. Cô lại làm ở đây thôi, cô, dạ. Cô chỉ làm bếp thôi. Dạ. Bà chủ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi, cũng mình cũng cảm ơn mấy cô đây để mấy cô cũng nhiệt tình chia sẻ đến cho cô mấy cô anh chị biết nha. Món ăn những món ăn đây đây nha. Dạ. Thông thường mình bán một phần bún măng á, một phần mà mình có bún là bao nhiêu, giá bao nhiêu hả cô? Một phần bún măng thì cũng 30, cháo 30 và bún măng cũng 30 luôn ha. Rồi đồng giá ha. Dạ. Rồi cô cứ làm đi. Dạ. Cháo là nó có kèm theo dĩa gỏi. Dạ, rồi cháo làm cái dĩa gỏi ha. Dịch. Rồi cháo có vịt thì mình cũng tô cháo là có vô gỏi vịt để riêng ha. Mà dạ. Nó có vịt để riêng, nó dạ. Ngon nhất là cái nước chấm. Dạ, rồi đây cái nước chấm này nè, đặc biệt là nãy giờ cô điểm nhấn là cô nhấn cái điểm điểm chấm nước chấm đặc biệt ha. Rồi một lần nữa quay riêng lại cái đầu mình kêu một tô rồi kêu view đến cho cô chị xem ăn thưởng thức cho cô. Mình review cho quý vị biết nha. Rồi vịt này mình thấy là thịt rất ngon nha. Quá là nạc. Nạc không quý vị. Rồi bây giờ cô làm cho một tô bún măng vịt đi. Rồi nếu mà cô chú chị nào ở khu vực đường 3 tháng 2 nè chưa có thưởng thức cái món bún măng vịt này với cháo vịt thì mình đến thưởng thức một lần cho biết nha cô chú anh chị. Dạ. Ở đây nãy giờ mình đứng quay cô chú trời đang cái vào mưa bão đó. Cũng cô nãy giờ cũng đang dọn ra nhưng mà mình hiện giờ mình đang quay thì cũng rất sớm luôn chị. Khách chưa có đến nha. Mưa giờ cô giờ mưa quá mưa giờ cô chưa bắt bạn được nữa. Chưa bắt bạn được. Dạ. Rồi bây giờ mình quay mình chia sẻ cho cô chị xem những món ăn nha. Rồi cô chị đến thưởng thức nha. Rồi, thường là cao điểm mấy giờ hả cô? Cao điểm 4 5 giờ. Dạ. Là không kịp luôn á. Vậy hả? Dạ. À, hiện giờ quay mình quay ngoài nè, khách các bà con đi nè. Không mưa không giờ rất mưa gì giờ cũng bớt mưa giờ mưa cũng còn 500 nha. Bây giờ cô trời mưa có cô vừa làm nha, đội nón lá cô chú chị xem thông cảm nha tại vì trời mưa nha. Dạ. Wow. Bún nè, để có gà muống nè, rồi để măng nè, dạ, rồi để thịt vịt nè. Rồi bên đây là bên cái nồi cháo rồi quý vị ơi. Một ngày là bán mấy nồi cháo đây cô? Hai nồi. Dạ hai nồi ha. Dạ. Hai nồi, đây nồi. Rồi rồi. Dạ. Rồi phía bên kia một nồi nữa ha. Rồi. Rồi đây cái trong cái không gian quán phía trong rồi quý chị. Ở trong đây là cái nhà cũng là rất là xưa quý chị. Rồi sẵn mình vô mình ngồi ăn rồi mình review xung quanh cái bố trí tiểu cảnh trong nhà xưa này cho con chị xem những coi có trưng bày cái món cổ gì nha. Rồi sáng dậy mình kêu tôi bún vô đây mình review thưởng thức luôn cái gì vậy. Wow. Ở đây mình thấy cái ghế nè, ghế bàn rồi nè, ghế bàn mấy cái ghế này như là thời ông bà mình, ông cóc rồi ông bà mình xưa là đa số là sử dụng những cái bàn ghế này nha. Wow, mình thấy ở đây nè, đây là có cái tủ đồng hồ. Wow. Tủ đồng hồ rất bự luôn gì vậy? Đồng hồ này đồng hồ thời nào mình chắc không biết nữa. Nếu mà cô chú chị nào mà có biết đồng hồ này
thời nào nha. Rồi cô chị nào nếu mà có biết bình luận cho mình biết luôn cô chú chị. Mình quay với mấy cái đồng hồ này như đồng hồ cổ. Cổ xưa này thì mình không gành những cái đồ cổ gì. Dạ dạ trong đây đi cô ơi. Còn thấy ở phía đây mình thấy cái chanh này là cũng có đồng hồ cũng gì. Còn phía trong nữa. Phía trong mình cũng thấy đây, thường là cái máy hát này, cái hát lo cổ ngày xưa cũng gì. Kêu là thời cái máy này mới có chất của Tây cơ. Cái này mình không biết xài như thế nào, cái máy hát đĩa cổ ngày xưa là cũng mấy người Tây xài cũng như. Này mình không biết cái của nước nào nữa. Rồi mình quay lên chia sẻ cho cô chị xem á, rồi cô chú chị mình biết cái thời nào thì cho mình biết nha. Vào phía trong là rất nhiều đồ cổ. Ở đây mình thấy ở đây là cũng có cái bình tích, cái bình uống nước trà của mấy ông cụ ngày xưa cũng gì. Chứ cũng có cái bình hay bình trái dừa nè. Wow. Mình thường mình để cái bình vô để cho nó giữ được cái độ ấm á. Và mình thấy rất nhiều đồ cổ lâu năm rồi quý chị. Vâng, chào em bưng cái tô bún măng vô. Giờ mình kỳ view thưởng thức ngồi trong cái nhà cổ mình ăn cái bún măng nha. Vâng. Rồi vô đây cũng hơi tối rồi chú chị, mình bắt đèn lên. Bây giờ mình review hết cái chỗ này đi, cái đầu mình dùng bún măng rồi để nước nó nguội nha. Rồi mình quay chia sẻ tiếp cho dòng cái không gian quán trong này nha. Nó còn có những món đồ cổ gì nữa nha. Ở đây thấy cũng có cái máy cassette nè. Máy này cũng chắc cũng lâu đời lắm rồi gì. Vào hôm nay cũng có máy hát nè, máy hát băng ngày xưa nữa gì. Dưới là cũng có bình cái áp điện để ra xài vậy gì. Thấy cái từ cảnh ở trong là chắc sơn quá. Chợ Cần Thơ. Wow. Thôi bây giờ mình dùng bún của chú chị, mời cô chị dùng bún măng nguệch với mình nha. Rồi bây giờ mình khám phá trong cái tô bún nguệch này có món gì nha. Rồi cái này là thịt nè, rất nhiều thịt cũng gì, có con thịt luôn nha. Rồi thịt nạc không cũng như chưa. Rồi ở đây là có măng nè. Rồi ở đây là măng tươi, không có sử dụng măng tươi, không dùng măng khô cũng gì. Rồi ở đây cũng có cục quýt cốt bự nha, hấp dẫn nha. Rồi ở đây kèm ăn kèm thêm là rau muống nè, qua chuối nè. Wow. Rồi thịt rất nhiều, khôn thịt nha quý chị. Rồi bán bún lên đây là 30k một tô. Rồi cháo quịch cũng 30k luôn nha chú anh chị. Rồi mời cô chú chị thưởng thức bún măng quịch chế trung tình nha. Rồi các bạn cũng hơi nhỏ quá, mình không có để camera được xa không chị. Rồi mình để gọn gọn đây cho cô chú chị xem ha. Rồi trước tiên mình thấy giờ mình dùng cái nước lèo lên đây thử coi như thế nào nha. Wow, nước lèo ngọt không chị, ngọt và nước rất thanh nha. Wow, theo khẩu vị mình đó thì chan thêm cái nước nước mắm gừng nè. Rồi quý chị nào muốn chấm thì chấm nha, cái này mình chan thêm miếng nữa cho nó đậm đà nha quý chị. Rồi mình chượng miếng mình chấm nha. Wow, miếng thịt này rất bự. Rồi mời cô chú chị. Thịt vịt ở đây cũng vậy, cô luộc cũng vừa tới nè, không dai quá mà không mềm quá nè, luộc vừa ăn á. Cái nước là nước chấm luôn nha, nước chấm mắm gừng nè, rất ngon không. Này là mà cái khẩu vị như là con thấp như là ớt chanh luôn
muối chanh chấm vô nó có cay cay nồng nồng. Thời bữa nay mình đi quay đổi khẩu vị đó chị, hấm gà mình đi quay cơm thường nè, cơm thần nè, rồi phở nè, bây giờ mình đổi mua món bún măng quịt nè. Mình ngồi trên không gian này á, cảm nhận được là cũng như là cái nhà thưa này đó, mình ngồi cái không gian rất là yên tĩnh nha. Đường ông bà hồi xưa bố trí ngồi là toàn là cái ghế, bàn ghế toàn là bằng gỗ nha. Để mình bữa nay mình ăn cái mình review cái món bún măng này nè. Mình ngồi nhà cổ thử cảm giác như thế nào. Nào giờ như là mình chưa có ngồi ăn trong cái nhà cổ nè. Ngày xưa ông bà thì hay ngồi ăn không gian như thế này. Bây giờ mình tái diễn lại những cái tiểu cảnh ngày xưa coi cái mình không gian như thế nào. Giờ những không gian như thế này nè, cái tuổi trẻ bây giờ thì không biết là những cái nhà xưa nhà cổ như thế nào chứ. Sẵn mình quay mình chia sẻ cho để cho những em mới lớn lên để biết nhà cổ nhà xưa nha. Bọc cái măng tre này ăn không có bị nhẫn luôn chị. Thịt vịt ở đây là mình thấy thể ở mình cảm nhận được rất chất lượng nha. Chứ đa số ông bà ngày xưa chúng dịch sử dụng những năm bàn ghế như thế này nè, nhưng mà sau này kinh tế phát triển đó, thường cũng bàn ghế cũng đổi cho khi cũ kỹ rồi để qua bên đó. Giờ xài đồ hiện đại không. Còn nước chấm này ok, ngon đó. Mình ăn xong đó mình vô mình quay phía trong đó, ở trong là rất là rộng nha. Còn trong nghe nó cũng cắt coi ở trong á, rất trưng bày trong còn rất nhiều, để mình lát mình ăn xong mình quay tiếp chia sẻ cho quý vị xem quán ăn ở đây nha. Rồi vịt nó nướng ngon á, vừa rồi vịt này luộc ngon, ăn còn giờ giữ được cái độ dai nhẹ rất ngon. Bữa nay mình đi chưa đưa cô chú chị á dùng cái bún vịt, mà vịt ngồi mà rất là đặc biệt nha, ngồi cái không gian như cái nhà cổ xưa của chị mình ha, giống ngồi ở tá điện ngày xưa không. Cảm giác mình ăn cái tô bún vịt là thấy rất là không khí là rất là lạ của chị, rất yên tĩnh. Rồi mình vô mình
ăn xong rồi giờ mình đi xin mình quay review một vòng coi quán nơi đây cũng có coi nó coi có món cổ xưa gì nữa nha, có bố cục có món gì không để mình cho cô chị xem cái gì chị biết nha, để đến đây mình thưởng thức rồi mình đi ngắm cảnh rồi. Chung ra lần mấy ngày xưa thì ông nội ngoại mình thì đồ xưa cũng rất nhiều, bây giờ đó thì nói chung ra thì đồ cũng cải tiến hết rồi theo hiện đại không à, đồ cổ bình thường bây giờ ít có luôn rồi. Thường thì chủ yếu là những quán ăn và trưng bày đồ cổ, thì đa số thì trưng bày để cho khách tham quan để ngắm cảnh luôn. Thường mấy cái tuổi từ nhỏ mình đi xuống là đa số là không biết những món cổ của ngày xưa của ông bà ngày xưa xài vậy. Rồi sẵn mình quay qua một vòng review cho đứa em đứa cháu sau này để nó ngắm được biết những món cổ. Và ngồi không gian này rất là mát mẻ không gì, rất là thông thoáng. Cảm giác được nhà thấy nó ngồi như... nó nói hơi lạ nhưng mà giống mấy ông cụ anh. Cụ mấy cụ uống nước trà ngày xưa còn mấy bạn. Mấy cụ ngồi hay tâm sự. Nó không có chỗ đó đâu gì. Không có cái bình đó, bình tích với cái bình và cái bình mà trái dừa khô đó. Mấy ông cụ mình hay làm đó. Để cái nước cho cái dừa nó giữ được cái độ ấm. Ngày xưa mấy ông cụ mình hay xài. Với mấy cái máy hát đĩa là mấy thời Tây rồi chưa gì. Hay xài sử dụng mấy cái máy đó, bây giờ chắc để cho làm cổ thì chắc không xài được. Thôi giờ đưa cô chị đi tham quan một vòng nha. Hôm nay hơi tối rồi gì. Bên đây cũng có các bạn ở đây. Wow, có cái lo cũng lo cổ hồi xưa. Rồi, cũng có em trai sáng chắc chiều này ăn bún quịch. Rồi. Nhà em gần đây em trai. Làm bên kia ăn nè. Dạ, rồi sáng dịp đi làm gì đây cái gì mình ăn chiều đây. Đúng rồi. À, em làm gì trên này em trai? Em làm quán. Dạ. Em ăn đây thường không? Thường. Dạ, rồi có vậy như thế nào em trai? Cho mình mà cái cảm nhận của món ăn nơi đây luôn. Ngon vừa ăn. Dạ, vừa ăn ha. Rồi cảm ơn em trai nha, chúc em trai ngon miệng nha. Wow. Rồi giờ mình cho hỏi cái này, cảm giác mình ngồi những cái đồ cổ này như thế này mình cảm giác như thế nào? Thoải mái. Thoải mái gần gũi. Rồi. Mình ngồi là mình cảm nhận như mấy ông già ngày xưa ngồi như thế nào ha. Mấy ông cụ ông cốc ông nội mình ngày xưa là đa số là ngồi những cái bàn cổ như thế này mình cảm giác như đúng như rồi. Thế nào ha. Cảm giác nó thoải mái nó gần gũi lắm. Wow. Ngồi cái gì ngày xưa thì mấy cái bàn này thì mấy ông cụ mình hay ngồi nước trà, bây giờ ngày nay để trưng bày ngồi ăn xa ăn sáng ăn chiều ngồi như một gia đình vậy ha. Nói chung ra cái không gian này của chị sáng chủ quán là bán ăn sáng cái gì cũng vô đây, dụ cô chú chị có vô đây ngồi mình cảm giác nhà cảm nhận được những cái nhà cổ xưa đó. Rồi thế nào thì mình vô đây mình ngồi cũng ăn thoải mái luôn chứ gì. Dạ. Uống cà phê rồi. Rồi bây giờ thôi giờ mình tiến vào trong luôn chứ gì. Rồi những cái món này nãy mình có quay gọi luôn chứ. Rồi mình quay lướt qua nha. Rồi mình lướt qua không gian bên trong. Rồi cái không gian bên trong cũng có một phòng như này, phòng VIP hiểu gì. Cái chân vài bàn ghế trong mình ngủ cà phê ăn uống. Bây giờ mình đi xe vòng thêm cái không gian với cảm thấy sao như cũng nãy cũng cô nói cũng có cái loại có đây có cá coi đó để cho khách uống cà phê rồi em đi xuống ra bình ngắm cảnh rồi. À, không gian đây rất rộng như vậy. Xe mà này cũng có đậu mà này. Wow, đây hồ cá coi này quý vị. Mình quay luôn không mình quay cái không gian qua đây chia sẻ xem như thế nào là. Nếu mà mình đi ra gia đình đúng không vậy, có em bé rồi đó, giờ đây dễ cho em bé vui chơi cũng được. Wow. Nếu mà cô chú chị đi gia đình đó 4-5 người đó, lên đây một bàn ngồi rất vừa, có em bé rồi để em bé trò chơi em bé luôn. Wow, đây cá coi được gì, wow, đi đánh sạp này được không đây. Wow, đây cá coi đây.
Cái không gian này rất hữu tình, cái gì yên tĩnh nha. Còn mép bên đó là mép nhà lá. Nhà lá thì đó ra cái thời tiết nắng nực cũng vậy, mình vô đó ngồi rất mát. Con đi vòng qua đây coi. Rồi, cái không gian này á, nếu mà gia đình hay là bạn bè đó vô đây mình có thể là mình họp mặt trao đổi về làm ăn thôi. Rất là yên tĩnh nha. Thôi bây giờ mình quay tới đây, mình xin chắc mình ra ngoài mình quay lại cái này kết thúc video luôn chú chị. Rồi lúc này đó, bây giờ cô cũng bắt bàn ra là cô chú chị. Mưa nãy giờ quá trời mưa luôn, cũng giờ cũng còn vẫn còn lá gai nha. Và lúc này khoảng 3 mấy 4 giờ của chú chị. Còn khách cao điểm là 4 giờ đến 5 giờ nha. Rồi mình quay lại không gian bán của cô nơi đây bán cháo nè. Gỗ bịch nè. Cuốn măng rồi 30k nha. Rồi thôi Trung Tịnh quay đây xin phép kết thúc video nha. Cô chú chị xem có thích thì mến Trung Tịnh thì nhớ cho Trung Tịnh xin một like và một lượt chia sẻ và cái nhấn chuông để thông báo quay video mới gửi đến cho cô chú chị xem. Rồi một ngày mới xin chúc cô chú chị nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi thôi xin chào, hẹn cô chị gặp lại những video tiếp theo nha. Bye. Đây mình quay lại cái không gian trước cổng quán Tiến Sương vậy.